Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món xôi đậu xanh cốt dừa cho bữa sáng nhé. Để làm xôi đậu xanh cốt dừa cho bữa sáng, các bạn chuẩn bị cho mình khoảng 500g gạo lếp nhé. Các bạn ngâm cho mình khoảng 6 đến 8 giờ đi, hoặc ngâm qua đêm đi. Thì chúng ta ngâm tối hôm trước, sáng hôm sau thì mình dậy mình thổi nhé. Đây, mình đã ngâm qua rồi. Nào, bây giờ mình sẽ đi vo lại cái gạo này. Tức là chỉ cần khoáng qua nước để bỏ bớt cái nước chua của gạo lếp thôi. Đậu xanh vì mình ngâm, tôi cũng ngâm cùng gạo lếp các bạn ạ, vì nếu mà các bạn ngâm sau cũng được nhé, vì trong lúc đi ngủ ấy thì tầm 10 giờ mình đi ngủ thì mình ngâm luôn cả đậu xanh và gạo lếp luôn. Và bây giờ mình cũng đi vo lại để cho hết cái nước chua của một đêm đi nhé. Và các bạn dùng cho mình một ít dừa, thì dừa sợi này chúng ta có thể mua ngoài chợ nhờ họ bào sợi luôn, và chúng ta có thể cất trong ngăn đá để mình dùng dần nhé. Vì nếu dừa sợi này chúng ta mà mua mà mình để ở ngăn mát ấy, nó sẽ bị hỏng, nên là mình để mua từ hôm trước luôn, mình phải để trong ngăn đá. Các bạn dùng cho mình khoảng 100g dừa sợi này và nước cốt dừa các bạn ạ, cốt dừa nhé. Trước tiên mình sẽ đi vo gạo đã. Đây các bạn, sau khi gạo mình đã vo xong rồi nhé, đổ vào gạo các bạn cho luôn vào một cái giá, mình trộn đều lên nhé. Hôm nay mình nấu hơi nhiều đỗ. Với 500g gạo thì mình cho vào đây là 250g đậu xanh các bạn nhé. Đậu xanh khi chúng ta ngâm á, nó lở rất to và nên là được rất nhiều. Gạo nó không nở bằng, các bạn cho mình một thìa muối nhé. Trộn đều đi. Dừa sợi nữa các bạn cũng cho luôn vào cho mình nhé. Các bạn có thể thổi bằng chõ để thổi sôi, hoặc là tức là hấp đấy các bạn ạ. Hoặc là mình thổi bằng nồi cơm điện nhé. Mình nấu bằng cơm nồi cơm điện luôn vì buổi sáng ngày ra ấy. Còn làm việc khác ấy thì nên là mình nấu bằng nồi cơm điện cho nó nhanh, không phải mất công đứng để trông. Đấy, khi đã trộn đều hết thế này rồi, giờ các bạn sẽ cho vào trong nồi cơm điện cho mình. Bây giờ mình sẽ cho phần nước cốt dừa nhé. Đấy, mình cho khoảng độ một thìa canh nước cốt dừa. Bạn cho mình nước vào để mình nấu nhé. Vì gạo mình đã ngâm nó là có độ lở rồi, đỗ mình cũng ngâm có độ lở hết rồi các bạn nhé, nên là cũng không cần phải nhiều nước lắm. Để các bạn chỉ cho mình đấy, nước nó một chút thế này thôi ấy nhé, khoảng độ một bát con nước đi là được, thoải mái rồi. Bây giờ mình cho vào nồi cơm điện mình nấu nhé. Và các bạn nấu như mình nấu cơm thôi. Mình vét hết cái phần gạo trên cái thành nồi cơm điện này xuống. Rồi, các bạn dập bếp nấu như mình nấu cơm bình thường hàng ngày thôi nhé. Và trong lúc chờ đợi thì chúng ta có thể làm được rất nhiều việc.
Nồi cơm điện của mình đấy nhé, và mình sẽ bật nút nấu. Cái nồi cơm của mình nó hay bị ấy, mình dí tay một tẹo nó mới nấu được. Đấy các bạn nhé, các bạn bật nút nấu cho mình nhé. Sau khi nào sôi thì mình sẽ hướng dẫn tiếp nhé. Đây các bạn, khi nồi sôi của chúng ta sôi nhé, và nó kêu đấy, hơi nó lên rất nhiều, các bạn cứ kệ nó nhé. Và mình cứ nấu đi đến khi nào mà khi nút này nó bật lên nút trên và hơi nó thoát ra không còn nhiều như bây giờ nữa, thì mình sẽ mở ra kiểm tra ghế là xem nó chín hay chưa chín nữa thôi là xong nhé. Đấy, các bạn cứ nấu như thế thôi, như nấu cơm bình thường thôi, không có gì là đấy cả. Đây, khi nồi sôi mình nấu nhé, và nó đã bật lên nút trên rồi, và hơi nó thoát ra đã ít hơn rất nhiều rồi các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ mở ra để mình kiểm tra nhé. Wow, rất ngon, rất tươi và ngon các bạn ạ. Đấy, khi mình thổi sôi bằng nồi cơm điện như thế này thôi mà sôi của mình vẫn tươi ngon nhé. Như này là chín rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ mình thử kiểm tra xem là gia vị đã vừa chưa nhé. Đấy, khi mình cho nước cốt dừa như vậy, nhưng mà các bạn thích ăn thêm ấy thì chúng ta có thể cho thêm nước cốt dừa nhé. Ngon quá. Vì xôi mình thổi bằng nồi cơm điện như thế này, mình cho nước cốt dừa rồi nên là mình không cho thêm dầu ăn nữa các bạn ạ. Bạn nào thích cho thêm dầu ăn thì có thể cho nhé. Mình ăn ngày rất vừa, và bây giờ mình cho ra đĩa là rắc thêm hành nữa thôi là xong. Đây, thành phẩm của mình đây. Các bạn chuẩn bị một cái đĩa này và mình cho sôi ra nhé. Nóng ngon mà tơi. Hành các bạn có thể phi thơm từ trước nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã làm xong món xôi đậu xanh cốt dừa các bạn ạ. Các bạn là chỉ cần dùng cho mình khoảng 500 g đậu gạo lếp và 250 g đậu xanh, một thìa canh nước cốt dừa và 100 g dừa sợi là mình đã có một món ngon nhé. Và mình cho vào đây một thìa bột canh hay muối các bạn ạ. Với khi nấu chín xong thì các bạn cho mình một ít hành thơm lên là được. Chúc các bạn và gia đình có một bữa sáng ngon với xôi đậu xanh như thế này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.